Em Ngọc Hữu OK lại kính chào toàn thể anh chị lại quay trở lại với channel YouTube của em. Thì ngày hôm nay thưa anh chị, em đang chạy một chiếc thưa anh chị xe tải. Chiếc xe này có trọng tải 750 kg nhưng mà giá thành rất là rẻ và đời rất là cao thưa anh chị nè. 2016, sản xuất vào năm 2016, dòng xe liên doanh với Việt Nam Chagan. Và chiếc xe này mới chạy có bao nhiêu đây? 27.848 cây. 2016 chạy 27.000 và giá thành rất là rẻ thưa anh chị. Rẻ thôi rồi. Nó không giống như là cái dòng Suzuki Carry. Đó, dòng này thì nó cũng đáp ứng nhu cầu cho anh chị rất là ok. Một cái thùng đóng được rất là chắc chắn và dàn động rất là ok luôn. Chưa có vết mục, xe mới chạy 27.000 thì tính ra nó cũng như mới. Đó. Và trong ngày hôm nay em sẽ review chi tiết chiếc xe này cho anh chị. Nếu anh chị nào thích thì có thể gọi điện thoại vào cho em theo số điện thoại 0976124949 coi xe tại Bảo Lộc, Lâm Đồng nha anh chị nha. Và bật mí luôn cho anh chị luôn, chiếc xe này đang mang biển số thành phố Hồ Chí Minh 51D, cho nên là nếu anh chị nào tại Sài Gòn chốt lại thì mình có thể tiết kiệm được lên đến 20 triệu đồng cho chiếc xe này. Đó, bật mí sơ nó là như thế. Thì bây giờ em sẽ kiếm cái góc chỗ nào đó để quay chiếc xe này cho anh chị nha. Vô lăng thì chiếc Dragon này được sử dụng vô lăng trợ lực dầu. Đó, sử dụng bơm tay lái trợ lực dầu. Mọi chi tiết chiếc xe có thể nói là từ qua số chuyển động cho đến cái gì, cho đến lái rất là nhẹ nhàng. Và vô lăng anh chị có thể thấy là thẳng tưng nè. Đó, cũng không đụng chạm gì tới cái vô lăng hết nè, rất là nhẹ nè. Đó, và sử dụng máy xăng và động cơ 1 chấm, tiêu hao đâu đó khoảng chưa đến 6 lít thôi anh chị. Đây, bây giờ em sẽ vào chỗ cái khu chỗ này đây. Em sẽ quay cho anh chị nha. Thùng thì chi tiết về phần thùng thì cũng nói chung là pin ghê gớm lắm. Đã thắng là vậy đây. Anh chị có thể thấy là chiếc xe này xe tải nha, nhưng mà đã có máy lạnh nè, máy lạnh theo xe luôn. Đó, máy lạnh nè. Phần quạt đây, tắt quạt chiếc xe rất là êm nha. Máy rất là êm nha. Bật quạt nè. Đó, máy lạnh như mới luôn nha. Động cơ hộp số sử dụng 5 cấp. Đó. Đây, và phần sơn bên trong đây thì anh chị, nó đẹp. Nó đẹp. Trời ơi. Đó. Và giá thành chỉ có 130 triệu cho chiếc xe này. Đó, Trần Đinh. Bây giờ em sẽ bước xuống xe nha anh chị nha. Ui giời ơi. Chiếc xe được sử dụng một bộ ghế nỉ rinh theo xe. Rinh theo xe. Đó, tem tiết trên cabin còn luôn. Đó. Rất là đẹp đúng không ạ? Chiếc xe được phân phối tại Việt Nam nha anh chị nha. Đó. 820 kg. Trọng tải xe này cho được 753 kg nha anh chị nha, chính xác là như thế. Tình trạng về phần ổ khóa như mới nè. Như mới, không khuyết. Phần trụ nè. Đó, chiếc xe không có một dấu hiệu cấn đụng tai nạn gì nha. Đó. Đây thưa anh chị, chiếc xe hôm nay em muốn nhắc đến anh chị đây. Đó. Biển 51D 20685. Đó, biển thành phố Hồ Chí Minh luôn rồi. Đó. Thùng thì cái thùng xe này thì cũng được đóng rất là chắc chắn nha anh chị nha. Chưa chở cái gì mấy. Bên hông này thì ngày trước người sử dụng cũ của chiếc xe là sử dụng để chở loa thiết bị âm thanh. Đó. Cái thùng đóng rất chắc chắn. Và hiện tại thì chiếc xe này đang phục vụ cho gia đình của chị em là để chở tượng đi cho các chùa. Đó. Tại vì nhà anh rể thì lại làm về tượng nha. Thì chiếc xe này được người sử dụng trước lên sẵn camera rồi, nhưng mà lúc bán lại cho em lại xin lại cái màn hình nha. Cho nên anh chị nào sử dụng thì có thể mua cái màn hình rời và gác lên nha. Đằng sau đây anh chị, cầu kiết đây, xe rất là ok, rất là mới. Nguyên một dàn vỏ của chiếc xe là rinh theo xe hết.
tại vì xe chạy mới có 20.000 thôi. Đó, nguyên dàn vỏ này nha anh chị nha, rin theo xe hết. Đó, cho đến vỏ sơ cua cũng vậy, sắt xây như mới nè. Phần dưới này nhìn lên này rất là sạch nè. Chiếc xe cũng chưa tẩy ổ gì hết, thấy giá thành rất là rẻ cho nên mua cho anh chị. Anh chị nào cần thì có thể chốt trực tiếp cho em nha, giao xe tận nơi cho anh chị luôn cũng được. Đó, bình xăng đó, đang 7 màu này, ánh 7 màu luôn. Còn qua tình trạng sử dụng thì chiếc xe này có những cái phần như đá bắn lên trên này thì cái này nó không thể tránh khỏi rồi. Còn dọn lại chi tiết phần sơn cái xe này chắc hết khoảng 1.000.000 bạc chứ không nhiều. Đó. Bên trong này thì sàn cũng chưa, mới bọc ở bên dưới này thôi nha anh chị nha. Còn trên này cũng chưa bọc. Đó. Dàn lạnh nè. Đó, amort rin nè. Sơn rin 90% cho chiếc xe. Đó, hộc lái sạch sẽ chưa? Ga điện đồng hoàng nha anh chị nha. Đó. À, cái đây là cái học cái cục IC chứ, em xin lỗi, cục IC sạc vô thắng nằm đây đó, bên này em một bên này đó. Chi tiết về phần máy thì bây giờ chắc em phải dỡ cái phần máy lên cho anh chị biết rõ nhất, tại vì mình mua xe tải mà, xe tải thì nó cũng giống như là một chiếc xe bán tải vậy thôi anh chị, bạn đồng hành mà, cho nên cái gì thì nó cũng phải ok trên hết. Đó, cái này thì dở đây, dở khóa rồi ta, và nhấc cái này lên. Đó. Đây nha anh chị nha, chi tiết về phần máy đây. Đó, khô ráo sạch sẽ, lốc lạnh của chiếc xe nằm đây nè anh chị nè, dễ thương vô cùng. Còn Boe đây, đó, Boe đây, có Boe trợ điện đồng hoàng, hộp số chiếc xe khô ráo nè anh chị nè, máy móc là chưa mở còn tem nha. Đó. Với giá thành 130.000.000, 130.000.000 đồng thì đây là một chiếc xe có thể nói rất là lý tưởng nha anh chị nha. 130.000.000 mình có thể mua một chiếc xe bán tải đời khoảng 2003, 2002 gì đó, hay là một chiếc xe 4 chỗ đời chừng nào đó đó. Em tình hình đang về một chiếc Camry đời 2001 bản GLE, nhưng mà cũng tới 260.000.000 rồi. Đó, cho giá bán ra, nhập vào cũng trên mốc trên mốc hơn 200 rồi. Đó. Và ngày hôm nay thì em nghĩ là chiếc này quá rẻ. Rẻ ở một chỗ là đôi khi thì cũng nói thật sự với anh chị, đôi khi cũng cảm ơn người Trung Quốc với mấy món đồ như thế này. Và xe liên doanh Việt Nam đôi khi cũng có thể nói là như thế. Chiếc xe thì có thể nói đang kéo lốc lạnh cho nên là chúng ta cảm giác nó hơi ồn, nhưng mà bây giờ khi em tắt lốc lạnh đi nha anh chị nha, chiếc xe đã được tắt lốc lạnh đó, mình chỉ nghe thấy tiếng quạt gió thôi nha, còn tiếng máy thì không có, nghe mỗi tiếng quạt gió bây giờ cụ thoại đó. Còn bây giờ mình sẽ thăm cái dàn bình nước. Chiếc xe này thì phần quạt nó nằm ở bên trên này, bên trên này đó, đổ trống của cái dàn trước đây. Đây thưa anh chị, bình nước phụ đây. Đây là bình nước phụ. Châm dầu thắng nằm đây, trước này như mới nhá. Đó, đội đít của chiếc xe cũng nằm trên này luôn. Bình nước rửa kính, và chúng ta sẽ có thêm một cái két nước ở trên này. Két nước chiếc xe cũng két nước rin này. Phần dàn đây, phần thanh dàn của chiếc xe tải ở đây anh chị, cũng đèn rin chưa phục hồi. Nói chung là nhìn nó mới nó cũng vui lắm. Đó, và giá thành nó cũng rất là rẻ, phù hợp cho những anh chị nào bỏ những mặt hàng hay yếu phẩm trong thành phố. Đó, hoặc là những mặt hàng nhẹ khoảng một lần đi vài trăm ký. Đó. Đang thích hợp vậy. Còn về phần vân vóc cabo hay cũng như cũng đèn thì chiếc xe này sử dụng đèn halogen. Đó, sử dụng halogen cũng như đèn cản bên dưới. Đúng không ạ? Mà trên xe đã có cái lốc lạnh rồi thì cũng tiết kiệm được 10 mấy triệu rồi. Thêm cái biển 51D này nữa, nếu mà chiếc xe này ở thành phố Hồ Chí Minh thì tiết kiệm được thêm 20 triệu nữa. Rồi cái xe mà có 130.000.000 tiết kiệm 20 triệu là tính ra chiếc xe còn có 110 à. Trời ơi. Thêm cái lốc lạnh nữa, đúng không ạ? Xe tải nhỏ có lốc lạnh mà lốc lạnh rinh theo xe luôn, có thể nói là như thế.
Và bây giờ em sẽ lấy cái đăng kiểm cho anh chị coi được biết rõ nhất. Đây là sách hướng dẫn sử dụng nè. Đó, xe của Vem. Vem đồng hoàng nha. Dòng này thì rất là tin tưởng rồi. Đây thưa anh chị. À, đây, chiếc xe ô tô tải em sẽ để xuống đây cho anh chị nhìn rõ nhất. Rõ chi tiết về phần đăng kiểm nhất. Biển thành phố Hồ Chí Minh 51D20685, số quản lý thuộc 5003V, đó là thành phố Hồ Chí Minh luôn nha. Cái mã này là mã của Sài Gòn nè. Xe Sài Gòn, gốc tại Sài Gòn. Đó, đây là cái gốc nè. Sản xuất 2016, thị trường Việt. Rồi động cơ xăng 1.2 1.2 1.1.2. Đó, đăng kiểm đến 14 tháng 1 2021. Úi dồi, dài ngoang. Dài dằng dặc luôn. Đó. Sao nữa ta? 20685. Đó. Anh chị có thể thấy này. Máy móc chưa mở, chỉ cần việc về thay nhớt. Thay nhớt, cỡi thì thay sợi dây của loa luôn thôi anh chị. Tải mà. Cỡi mình thay sợi dây của loa luôn, nhưng mà hiện tại bây giờ chiếc xe tải này ngó xuống phần khung gầm á, chưa có rịn nhớt là em nói thật sự với anh chị sướng rồi. Đây phần hộp số đây. Đó, hộp số khô réo nha. Khô réo cực kỳ. Đó. Dàn dí cũng vậy, cao su rin từ đầu tới cuối nè. Đây. Ôi trời ơi. Thôi 130 triệu mà mua cái xe này thì em nghĩ đây là một món hời chứ. Đó. Đằng sau có cả hệ thống treo luôn. Đây anh chị em nhìn thấy cái hệ thống treo nè. Y chang một chiếc xe du lịch luôn. Đó. Còn chuyện mà ví dụ như mà anh chị thích tẩy ố thì nó rất là dễ dàng rồi. Và nếu anh chị nào thích chiếc xe này, hãy gọi cho em vào số điện thoại 0976124949 nha. Ô tô đời cao giá rẻ. Trời ơi, nhưng mà con này giờ ra nẹp tầm khoảng 80-100 bình thường nha anh chị nha. Máy chạy pin lắm. Chạy rất là pin luôn. Và đây là chi tiết toàn bộ form dáng của chiếc xe này. Trọng tải của chiếc xe cho được 753 kg. Đó, 753 kg. Mà đời 2016 luôn. Đôi khi em nói thật sự luôn, muốn mua một cái xe Trung Quốc, nhưng mà thị trường thì nhiều lúc cũng không có xe để mua đâu. Mua xe mới đúng không ạ? Đó. Và nếu anh chị thích chiếc xe này, hãy gọi cho em vào số điện thoại 0976124949 nha. Chào tạm biệt anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.